Xin chào tất cả quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về 5 cặp loa rất nổi tiếng của hãng Diatone. Đôi đầu tiên đó là đôi về được một đôi là Diatone 77HRX. Đôi tiếp theo đó là đôi Diatone 77EX. Và ba đôi tiếp theo đó là ba đôi Diatone 77HR. Năm cặp loa Diatone này thì vừa về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Rất là đẹp. Năm cặp loa này thì đều sở hữu một bát 30. Loa 3 đường tiếng, một bát 30. Màng carbon, gân mút. Một chung và một chép. Loa thì đều có trở kháng là 8 ohm. Công suất thì là 230W một thùng. Công suất rất là lớn. Dòng loa Diatone của hãng Diatone này thì hãng sản xuất, tiếng bass của nó rất là hay. Tiếng bass của nó đánh rất là ấm áp. Dòng loa Diatone này thì chúng ta có thể đa nghe được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng cho đến nhạc mạnh, chúng ta đều có thể chơi được. Đặc biệt chúng ta hát karaoke gia đình rất là hay. Thì mỗi thùng loa của nó công suất rất là lớn, công suất là 230W một thùng. Năm đôi loa này thì vừa về tại cửa hàng, tôi vẫn chưa kịp vệ sinh, vẫn còn dính những vết keo dính ở trên loa. Nhưng mà tổng thể là năm đôi loa này thì là đẹp xuất sắc. Tất cả là thùng vách là rất là đẹp. Loa thì đều là zin nguyên bản, chưa thay thế bất cứ một thứ gì. Loa đều là bọc viền loa là bọc bằng đều bọc bằng nhôm rất là đẹp. Dòng loa Diatone này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng dòng loa này, bởi vì dòng loa này nó cho ra tiếng rất là hay, tiếng bass của nó chịu đòn rất là tốt. Dòng loa này chúng ta để trang trí ở gia đình nhà chúng ta thì rất là đẹp, rất sang trọng và lịch sự. Quý vị thấy tiếng bass của nó đánh rất là uy lực. Các bạn có nhu cầu mua đôi loa Diatone này thì sẽ hãy liên hệ trực tiếp với Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.
Thank you.